잡을 수 있는 거죠. 이거 중요한 거 같더라. 이유가 뭐냐? 편의점 그만둔 진짜 이유가. 뭐 샌들이 했을 때 웃돈 준다고 용기를 하네. Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Phim. Các bạn thân mến, sau rất nhiều những rắc rối ở tập 6 của bộ phim Cửa hàng tiện lợi Seppul thì cuối cùng cô nàng Seppul cũng quyết định nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi, khiến cho ông chủ Choi Dae-hoon di chống cúc một phen điêu đứng. Và mới đây, những tình tiết mới nhất trong tập 7 của bộ phim đã được hé lộ. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng mình đi tìm hiểu xem nhé. Sau những rắc rối ở tập 6 Cửa hàng tiện lợi Seppul, cuối cùng thần hộ mệnh của Seppul Kim Joo-jung cũng quyết định nghỉ việc tại cửa hàng tiện lợi, khiến ông chủ Choi Dae-hoon do Ji Chang-wook đóng được một phen điêu đứng. Trong tập 6 Cửa hàng tiện lợi Seppul, mối quan hệ giữa Choi Dae-hoon và Jun-joo ngày càng khủng hoảng vì khoảng cách giàu nghèo của hai gia đình. Đỉnh điểm là mẹ của Jun-joo liên tiếp làm nhục Choi Dae-hoon, khiến anh cảm thấy bản thân thấp kém và tự động rút lui. Tuy nhiên, Jun-joo lại không hiểu điều đó. Cô yêu Choi Dae-hoon bất chấp vì anh tốt bụng và thánh thiện. So với vẻ bảnh bao hào nhoáng của Song Ju, bạn thân theo đuổi cô lâu nay, thì Dae-hoon đem lại cho cô cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Nhận thấy mối quan hệ tình cảm giữa cả hai đang có nhiều vết dạn, Jun-ju liền tìm đến Seppul để đổ tội. Cô nói với Seppul rằng, chúng tôi 2 năm qua chưa bao giờ cãi nhau, từ khi cô xuất hiện, xin cô đừng đem rắc rối đến cho chúng tôi nữa. Nói rồi Jun-ju yêu cầu Seppul nghỉ việc tại cửa hàng tiện lợi. Về phần dung Seppul, cô yêu cho Dae-hoon từ cái nhìn đầu tiên. Anh là mục tiêu để cô cố gắng. Đồng thời khi trở thành cô nhân viên làm thêm tại cửa hàng tiện lợi, Seppul trở thành lá bùa may mắn của cửa hàng. Tuy nhiên, những lời nói của Jun-ju vô tình khiến cô nhận thấy bản thân mình thừa thãi và là nguyên nhân dẫn nứt tình cảm của ông chủ, vì thế cô lựa chọn ra đi. Trong preview tập 7 cửa hàng tiện lợi Seppul, dù Seppul đã rời đi khiến mọi thứ rối tung. Đầu tiên là cửa hàng vắng khách, doanh số lao dốc khiến ông chủ Choi Dae-hoon bị rơi vào stress tột độ. Thậm chí, theo như lời của mẹ Dae-hoon, thì nhiều người còn sẵn sàng trả tiền cao hơn chỉ để nhìn thấy Seppul xuất hiện tại cửa hàng tiện lợi. Choi Dae-hoon đã tìm đến Seppul để hỏi lý do vì sao cô rời đi. Chưa biết lý do cô sẽ đưa ra là gì, nhưng rõ ràng đó sẽ không phải là những lời nói thật lòng. Ở một diễn biến khác, Seppul hốt hoảng chạy về nhà kèm theo đó là câu nói: "Thanh tra, anh có chắc là bắt được thủ phạm không?" Sau đó cô khóc lóc vẻ bất lực, có vẻ nhà của Seppul vừa bị trộm và không may đã mất đi thứ quý giá với cô. Cũng trong tập 7, Jun-ju đang có công việc cần xử lý gấp và không thể đến gặp Choi Dae-hoon như đã hẹn. Cô đã chủ động liên hệ với người yêu và nói rằng: "Em nghĩ ngày mai em không đến được, xin lỗi anh Dae-hoon." Điều này khiến cho Dae-hoon đau lòng, cộng thêm những lời của người bạn thân. Theo linh cảm của một họa sĩ webtoon, có lẽ cô ấy đang phản bội cậu đấy, càng khiến cho vết dạn giữa Dae-hoon và Jun-ju ngày một lớn. Dường như Seppul cũng đã tìm cho mình được công việc mới. Để biết diễn biến chuyện phim sẽ như thế nào, hãy cùng chúng mình đón xem tập 7 vào thứ 6 tuần này nhé! Chúng mình là Hóng Phim, các bạn đừng quên like cũng như subscribe kênh để luôn được cập nhật những bộ phim hay và thú vị nhất nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!